Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi show Cầu Miền Bắc trên kênh Chính Anh Vlog. Kênh của mình thì thiên về dự đoán những con số cho các bạn bao lô số đá bài hiểu chủ của đài miền Bắc và miền Nam chuẩn nhất hiện nay nha các bạn. Ngày hôm nay thì ngày mai thì ngày 31 tháng 8 một ngày cuối tháng nha các bạn. Thì đài miền Bắc trên kênh Chính Anh Vlog của mình, mình sẽ dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau. Mình sẽ ghi ra cho các bạn biết con bạch hổ thì có là con bạch hổ thì mình dự đoán con số năm mươi ba. Thì con sông thủ thì mình sẽ đoán con số 26 nha các bạn. Hai con số này đẹp hay không các bạn, có khả năng tỷ lệ ra cao nhất cho ngày mai nha các bạn. Sông thủ là con số 26 và các bạn ơi, các bạn hãy tin tưởng vào những con số mà kênh của mình dự đoán cho các bạn. Những con số này có khả năng tỷ lệ ra cao nhất trong ngày nha các bạn. Ngoài ra thì lô bà con của đài miền Bắc thì mình sẽ dự đoán cho các bạn tham khảo, đó là con số 2 4 8. Chúc các bạn may mắn. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi vào